tiên tiến của thế giới. Ngày 14 tháng 10 năm 2019, tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, tập đoàn TH tổ chức lễ động thổ và công bố dự án tổ hợp y tế và chăm sóc sức khỏe công nghệ cao TH Medical, một trụ cột tiếp theo mang sứ mệnh và giá trị cốt lõi mà TH luôn theo đuổi vì sức khỏe cộng đồng. Đây là dự án y tế đầu tiên tại Việt Nam triển khai cụm tổ hợp 5 khu chức năng y tế, công nghệ cao, nâng tầm các hoạt động chăm sóc toàn diện, sức khỏe con người, từ phòng bệnh, khám và điều trị tới chăm sóc phục hồi lên tầm cao mới. Việc ra đời dự án tổ hợp y tế chất lượng quốc tế ngay tại Việt Nam sẽ tạo sự đột phá, không chỉ phục vụ bệnh nhân trong nước, góp phần giảm thiểu lượng bệnh nhân ra nước ngoài chữa bệnh, tiết kiệm ngoại tệ cho đất nước mà còn thu hút cả bệnh nhân nước ngoài tới du lịch, chữa bệnh với dịch vụ đẳng cấp quốc tế. Dự án đặt mục tiêu xây dựng một mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện, đặt khách hàng làm trọng tâm với những dịch vụ tốt nhất. Bà Thái Hương, nhà sáng lập, chủ tịch hội đồng chiến lược tập đoàn TH, đơn vị đầu tư, vận hành dự án khẳng định, bằng tư duy vượt trội, bằng sự kết hợp nền y học hiện đại, tiên tiến của thế giới và tinh hoa y dược Việt Nam, tổ hợp y tế TH Medical là biểu tượng của sự kết hợp giữa trí tuệ Việt, tài nguyên Việt và công nghệ đầu cuối của thế giới. TH Medical là tổ hợp y tế chăm sóc sức khỏe công nghệ cao, mang lại giá trị hạnh phúc đích thực cho mỗi con người, là sao khuê trong giải ngân hà của y học thế giới. Dự án tổ hợp y tế chăm sóc sức khỏe công nghệ cao TH Medical chủ trương sử dụng các nhà thiết kế, tư vấn, vận hành quản lý theo chức năng hàng đầu thế giới. Trong đó, đối tác công nghệ và chuyên môn tới từ những đơn vị uy tín của Nhật Bản trong lĩnh vực này. Về công nghệ, điểm nhấn nổi bật của tổ hợp này là xây dựng mô hình y tế hiện đại, đặt trên bệ phóng là công nghệ 4.0. Trong đó, có công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu lớn Big Data. Trong khuôn khổ lễ động thổ và công bố dự án TH Medical cũng đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa tập đoàn TH, TH Medical, Trường Đại học Keio và Bệnh viện Keio về quản lý, vận hành và trao đổi nhân sự cho dự án tổ hợp trong thời gian tới. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu.